cho các bạn mỹ thuật vẽ theo mẫu, vẽ cái ca và quả. Cô mời quan sát nhận xét. Ở đây cô có rất nhiều loại quả: quả thị, quả mận, quả roi, hay là ở trong miền Nam mình gọi đây là quả mận, quả mướp đắng, hay là quả khổ qua, quả phật thủ, quả đào. Thì loại quả thì được người dân chúng ta rất là khéo léo ha, cắt tỉa trang trí rất là đẹp nè. Đây là quả dưa hấu đó các bạn, với cái nghệ thuật cắt tỉa hoa thì các nghệ nhân đã làm các tác phẩm nghệ thuật như thế này. Hoặc là những cái công trình lớn hơn, như là những cái nghệ nhân người ta làm những cái tác phẩm về những con rồng, từ những cây trái cây, các loại quả mà mình trồng được. Ở đây là cái tác phẩm có tên là Kinh tế nông thôn trên đường hội nhập của nghệ nhân Trần Văn Long. Các bạn thấy như thế nào? Rất là đẹp đúng không? Đúng là con không? Đây, cô mời các bạn quan sát. Đây là những cái ly có quay cần ha, nhỏ như là cái cốc, hay là một xíu là cái ly. Thì đây là ở miền Nam mình gọi là cái ca đó. Cái ca và quả. Đây là mẫu ngọc. Chúng ta sẽ vẽ này này. Đây là mẫu vẽ. Vẽ thì hãy so sánh cái chiều cao và cái chiều ngang của bạn. Thì đó, chúng ta so sánh xong rồi chúng ta sẽ có được cái phương hình đi. Chiều cao và chiều ngang của quả có dạng tương đối bằng nhau, vì vậy khung hình chung với nó là dạng hình vuông. Rồi, của cái ca thì chúng ta tương tự như quả cà, chúng ta cũng sẽ quan sát cái ca này thì chiều cao và chiều ngang tính cả phần quai nha các bạn. Chúng ta sẽ có được cái chiều cao ngắn lên cái chiều ngang, và như vậy chúng ta có được khung hình riêng là chữ nhật nằm ngang. Rồi, đó là khung hình riêng. Còn bây giờ chúng ta tìm hiểu được khung hình chung mà chứa đựng hai vật. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ so sánh cái chiều cao của cả quả cà và cái ca. Chiều ngang thì tính luôn phần quai nha. Vậy là chúng ta có khung hình chung là hình chữ nhật nằm ngang. Như vậy chúng ta sẽ vẽ như thế nào đây? Khung hình chung có hai vật, đây là khung tranh. Khung hình chung có hai vật là hình chữ nhật. Rồi khung hình của từng quả cà đứng trước, cái cốc, cái ca đứng sau, thân, quai. Rồi, trục nó xuống như phần cái ca, miệng, đáy, quai. Chúng ta cứ thế vẽ, nói quả cà chua cũng vậy. Chúng ta sẽ vẽ nét cong. Rồi, chúng ta dùng chì để đánh bóng nè. Đậm nhạt, nhẹ nhàng thôi ha. Vẽ mặt bàn. Cái thứ hai là chúng ta có thể dùng màu để vẽ. Như vậy, cô xin tóm lại với lại các bước để vẽ cái ca vào phần. Các bước để vẽ như sau. Bước 1, vẽ khung hình chung, khung hình riêng của mẫu, phát cái trục đối xứng, vẽ các cái nét thẳng mờ. Bước thứ 3 là quan sát chi tiết, vẽ cái nét cong,
Hãy xóa những nét không cần thiết, chỉnh hình sao cho giống mẫu. Bước 5 là vẽ chì, vẽ màu. Nhớ là có đồng của nhạc để ra sáng. À, một số cái lưu ý của các bạn là quan sát kỹ để nhận ra đặc điểm của đồ vật trước khi vẽ. Thứ hai là không được dùng thước. Thứ ba là sắp xếp làm sao cho cân đối hợp lý của cục. Vẽ màu thì phải thể hiện độ đậm nhạt sáng tối ha. Cảm ơn các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái phần thực hành. Cái ca và quả. Các bạn mở vở mỹ thuật lớp 4 tập 2. Và bạn nào không có vở, chúng ta vẽ lên dưới rồi. A4. Mà là có giá 3 thì chẳng có. Các bạn lưu ý khi chúng ta thực hành các bước, chúng ta nhớ những gì cô đã lưu ý và hướng dẫn ở trên. Sau khi thực hành xong, các bạn chụp hình gửi bài và chuẩn bị bài 27 để theo mẫu vẽ cây. Và chúng ta sẽ đi ký họa ngoài trời đó, để các bạn học với cô. Còn bây giờ ở nhà chúng ta sẽ được cô hướng dẫn, sau đó chúng ta vẽ cây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở bài 27. Chào và tạm biệt các bạn.